Xin chào tất cả các fan bóng đá chính hiệu đang theo dõi tại kênh của Mr. Jero và mình là Yến Chi. Bây giờ Bayern Ronaldo quá già để mua, hãy xem clip sau đây để chứng minh họ đã sai. Đương kim chủ tịch Bayern Munich, ông Herbert Hainier vô dội gáo nước lạnh vào Cristiano Ronaldo khi khẳng định anh đã quá già để đến Đức thi đấu. Người đứng đầu Bayern đưa ra nhận xét phũ phàng để bác bỏ thông tin câu lạc bộ này muốn chiêu mộ Ronaldo. Có nhiều tin đồn về việc Bayern chiêu mộ các cầu thủ, nhưng Ronaldo thì đã quá già với chúng tôi. Trước đó, trên truyền thông từng xuất hiện một số thông tin cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể tìm một cơ hội chơi bóng trong màu áo của Bayern. Liệu ông già 35 tuổi có đủ trình độ để chơi bóng ở Đức? Hãy cùng Mr. Jero xem clip sau đây để hiểu rõ hơn nhé! Đừng quên bấm nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhất từ Mr. Jero. Cristiano Ronaldo rời Real Madrid vào hè 2018 sau khi giành rất nhiều danh hiệu cùng đội bóng của Tây Ban Nha, anh đã quyết định ra đi. Bến đỗ mới của cầu thủ sinh năm 1985 là Juventus. Tại đây, anh đang chơi cực tốt. Kể từ khi tới Juventus, Ronaldo đã ghi 41 bàn sau 51 trận, một con số rất ấn tượng với một cầu thủ đã 35 tuổi. Trong quá khứ, Ronaldo từng được đồn đoán có thể cập bến Bayern Munich, nhưng điều đó đã không xảy ra. Điều đáng nói là mới đây, đương kim chủ tịch Bayern Munich, ông Herbert Hainer vừa dội gáo nước lạnh vào Cristiano Ronaldo khi khẳng định anh đã quá già để đến Đức thi đấu. Cụ thể, nhân vật này tuyên bố thẳng thừng trên TZ: có nhiều tin đồn về việc Bayern chiêu mộ các cầu thủ, nhưng Ronaldo thì đã quá già với chúng tôi. Có vẻ như Herbert Hainer chỉ đang quan tâm đến con số 35 thay vì phong độ chói sáng hiện tại của CR7, mà quên mất rằng tuổi tác với ngôi sao người Bồ cũng chỉ là con số. Và clip ngay sau đây sẽ chứng minh điều hoàn toàn ngược lại với những gì mà chủ tịch Bayern Munich đang phát biểu. Nhiều người khẳng định Cristiano Ronaldo sang Juventus chỉ để nghỉ hưu vì tại thời điểm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị bước sang tuổi 34. Tuy nhiên, nếu ngồi xem trận đấu giữa Juve và Napoli, họ chắc chắn sẽ phải rút lại lời bình luận của mình. Trong một tình huống phản công, cựu tiền đạo của Real Madrid đang thực hiện một pha bứt tốc khó tin đến mức người ta tưởng chỉ Ronaldo thời trai trẻ mới có thể làm được. Anh đã chạy quãng đường dài 92m trong vòng vỏn vẹn 10 giây, đạt vận tốc 33,12 km/h. Trong một tình huống phản công, Ronaldo nhận thấy đồng đội mình đã có bóng nên chạy một mạch vào vòng cấm. Dù Ronaldo không được chạm bóng trong tình huống đó, nhưng Juventus vẫn có bàn thắng vươn lên dẫn trước Napoli. Nhưng nếu đúng sách vở hơn, đáng lẽ Blaise Matuidi nên tung đường chuyền cho Ronaldo, người đã ở một vị trí rất trống trải bên hành lang cánh phải. Ngay lập tức, pha bứt tốc của Ronaldo đã khiến cộng đồng phải hốt hoảng. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc, không nghĩ rằng một cầu thủ 34 tuổi có thể chạy nhanh đến như vậy. Dù có 35 tuổi thì Ronaldo vẫn là một cỗ máy sát thủ. Anh là một con robot biết cách bật chế độ bật cao 70cm so với mặt đất để đánh đầu tung lưới Sampdoria. Bàn thắng đã khiến thế giới thể thao chao đảo. Còn robot ấy đã có một mái tóc mới, nhưng tham vọng cũ thì vẫn vậy. Đó là những quả bóng vàng, những chiếc cúp, thêm một danh hiệu Champions League nữa và khao khát đăng quang ở Euro cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cristiano Ronaldo rõ ràng là cái gì đó gây ám ảnh rất lớn đối với Atletico sau hàng chục bàn thắng mà anh ghi vào lưới đội chủ quân của Simeone trong suốt sự nghiệp. Trong khoảng một thập kỷ qua, Ronaldo là vua dội bom mà Atletico lo sợ nhất. Những gì anh đã làm khiến các khán đài ở Wanda Metropolitano liên tục vang lên tiếng la ó huýt sáo để gây áp lực mỗi khi siêu sao người Bồ có bóng. Thế nhưng, dường như các cổ động viên của Real Madrid quên mất một điều rằng càng làm như thế thì chỉ khiến cho Ronaldo có thêm động lực để tỏa sáng mà thôi. Tình huống diễn ra ở phút 90+4, Ronaldo lắc léo đi bóng qua liền một lúc 4 cầu thủ Atletico. Ngay cả ngôi sao mới nổi João Félix cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng trước kỹ thuật của đàn anh. Siêu sao 35 tuổi tung cú sút mùi lai má sở trường, tuy nhiên tiếc là cú sút ấy lại đưa bóng đi chệch cột dọc, nếu không Juventus đã có 3 điểm mang về. Tại Real Madrid trước đây, Ronaldo luôn là trung tâm của các đợt tấn công. Đó là lý do vì sao trong 9 năm trở lại đây, anh đã ghi 451 bàn trong 438 trận, tức là trung bình ghi 50 bàn mỗi mùa. Tuy nhiên, trong màu áo mới Juventus, chủ nhân 5 quả bóng vàng đang thể hiện khả năng mới, Ronaldo thường xuyên dẫn đầu trong danh sách kiến tạo tại Serie A. Dĩ nhiên, đồng đội của anh sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất và lần này là Higuain cùng cú vẫy má ngoài đưa bóng đi cực kỳ chuẩn xác. Kiến tạo tốt không đồng nghĩa với việc khả năng săn bàn kém đi, mà những gì Ronaldo thể hiện cho thấy anh đang làm tốt cả hai trên sân cỏ, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bàn thắng thứ hai vào lưới Lithuania xứng đáng được gọi là siêu phẩm sau khi nhận đường truyền của Goncalo Paciencia. Cầu thủ thuộc biên chế Juventus đã cứ lòng đẹp mắt về góc xa, nhưng đôi cách biệt cho đội đương kim vô địch Euro ở phút 22. My heart beats like a drum. You listen to my lies. Love is far to come. Your love is far. Running at the speed of light, kissing every city light. Calls me in this burning turmoil, it just goes on. Running at the speed of light, kissing every city light. Calls me in this burning turmoil, it just goes on. Bản năng sát thủ vẫn còn đó, thế nhưng đôi khi sự vội vàng và kém chính xác khiến ngôi sao người Bồ không ít lần bỏ lỡ siêu phẩm. Cú ra chân đầy uy lực trong trận đấu gặp Inter Milan là một ví dụ điển hình.
từ khoảng cách khá xa, bóng bay nhanh và căng như kẻ chỉ. Thủ môn dù đã bó tay, nhưng tiếc là xà ngang lại từ chối một bàn thắng 10-10 của Ronaldo. Sau một năm 2019 thất bại về mặt danh hiệu cá nhân, Cristiano Ronaldo đang rất quyết tâm chứng tỏ đẳng cấp của mình trong năm 2020 và ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cụ thể hóa quyết tâm đó bằng một màn trình diễn chói sáng trước Cagliari. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 4 phút, Ronaldo đã chớp thời cơ rất nhanh sau đường chuyền bất cẩn của Ratnaklavan để mở tỷ số cho Juventus. Ngôi sao người Bồ sau đó đã tận dụng rất tốt cơ hội mà đồng đội Dybala mang về để lần thứ hai điền tên mình lên bảng số điện tử. Thời gian cuối trận trở thành sang diễn của một mình Cristiano Ronaldo khi anh không chỉ kiến tạo mà còn dứt điểm vào góc gần cực kỳ tinh tế sau đường chọc khe của Douglas Costa. Cú hat-trick vào lưới Cagliari cũng giúp Ronaldo phá sâu kỷ lục của mình. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha nâng tổng số của hat-trick anh ghi được trong sự nghiệp lên con số 56, thành tích không một cầu thủ đương đại nào chạm đến, kể cả Messi. Với cá nhân Ronaldo, anh đã trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên lập được hat-trick tại giải vô địch quốc gia Italia. Chắc hẳn nhiều người sẽ hết sức thắc mắc tại sao ở cái tuổi 35 mà Ronaldo vẫn sung mãn như thời trẻ. Phải chăng thời gian đã bỏ quên anh chàng rồi sao? Thế nhưng không, để làm được điều đó, Ronaldo đã đánh đổi rất nhiều. Ít nhất 15 năm nay, Ronaldo không đụng đến một giọt rượu nào. Một phần vì cái chết của cha, năm Ronaldo 20 tuổi, khiến anh kỳ thị rượu bia. Nhưng phần nhiều vì ý thức chuyên nghiệp và sự kiên trì ngoại hạng trong anh. Thực đơn của anh hàng ngày hơn 15 năm qua, sáng ăn dăm bông, phô mai và sữa chua ít đường. Trưa ăn cá ngừ hoặc thịt gà, salad, trứng và ô liu. Tối thưởng thức thịt bò, trứng ốp la và cá. Anh ngủ tối thiểu 8 tiếng rưỡi mỗi ngày, luôn ăn đủ 5 bữa một ngày. Mọi thứ trong đời Ronaldo được lập trình cho 90 phút trên sân bóng. Giây phút bơi lội cùng cậu con trai Ronaldo Jr. thực ra cũng là một bài tập thư giãn cơ bắp của Ronaldo sau những buổi tập gym. Anh thường dành thời gian rảnh cho gia đình, tất nhiên là vậy, nhưng vì điều đó cũng nằm trong việc phát triển sức mạnh tâm lý, điều quan trọng tột cùng trong thể thao. Ronaldo đã dạy cho bóng đá và tất cả chúng ta nhiều bài học về ý chí và cuộc sống. Đó là lý do mà ngay cả những kẻ ghét anh cũng cần anh trong cuộc sống của mình. Thiếu anh là mất vui, hẫng hụt. Đến lúc đó chúng ta phải dựng lên một tượng đài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. I'm going mainstream.